vạn vật trong thế gian dung hợp thành một thể. Nó giống như một sợi dây vô hình mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Nếu như Ngài siêng làm điều thiện, như ngọn sóng đổ xô vào bờ, theo thời gian, nghiệp thiện sẽ theo Ngài từ đời này qua đời khác cho đến ngày giác ngộ. Ngược lại, nếu Ngài tạo điều ác, sẽ nhiều đời nhiều kiếp lãnh chịu quả báo khổ. Nam mô A Di Đà Phật.